could be us. So back to what I was saying. Could be us. Đời như phim của ác nữ màn ảnh, mất loạt vai vì để chủ nợ tới tận phim trường, dính bảo tẩy chay khi bỏ rơi con trai bại não. Nữ diễn viên được mệnh danh là ác nữ màn ảnh hàng này có cuộc đời drama không thua gì bất kỳ bộ phim nào mà cô gấp mắt. Shin Eun Ki Eun là một diễn viên Hàn Quốc, nổi tiếng từ năm 2001 nhờ sự thành công của bộ phim Vợ Tôi là Gangster, đã đưa tên tuổi của cô trở thành nữ diễn viên hàng đầu của nền điện ảnh xứ Kim Chi một thời. Sở hữu vẻ đẹp cá tính, sắc sảo, Shin Eun Ki Eun thường được giao các vai diễn phản diện. Momo cũng vì vậy mà cô được biết với danh xưng ác nữ màn ảnh Hàn. Gần đây nhất, cô có màn tái xuất ở bộ phim Bom Tấn Ben Hầu. Tuy không phải nhân vật chính nhưng tác phẩm này khiến cô lấy lại danh tiếng sau nhiều năm lận đận vì lùm xùm bỏ rơi con. Tuổi thơ bất hạnh, bị ép làm diễn viên để gánh nợ cho gia đình. Sinh ra trong một gia đình nghèo, ngay từ khi còn nhỏ, Shin Eun Ki Eun đã bị chính bố mẹ ruột ép làm việc trong ngành giải trí để giúp họ đổi đời. Những năm tháng tuổi trẻ của Shin Eun Ki Eun gắn liền với việc bị bố mẹ bào mòn sức lao động. Dù là máu mủ ruột thịt nhưng hai người chỉ coi con gái như công cụ kiếm tiền, tất cả tiền cát xê của cô đều được dùng để trả nợ cho bố mẹ. Khi nợ nần được thanh toán ổn thỏa, tưởng đâu Shin Eun Ki Eun có thể sống cho bản thân mình. Ai ngờ bố mẹ cô lại bắt đầu công việc kinh doanh và dùng tiền phí hợp đồng của cô để làm tiền vốn liếng đầu tư. Sự nghiệp ngập bê bối. Trong sự nghiệp của mình, Shin Eun Ki Eun phải đối mặt với hàng loạt sự can đồ khiến sự nghiệp lao đao. Nữ diễn viên từng mắc bệnh trầm cảm và nghiện rượu. Thậm chí cô từng bị bắt khi đang lái xe trong tình trạng say rượu. Sự can đồ này khiến cô bị công chúng tẩy chay, khán giả còn đòi đuổi cô khỏi ngành giải trí. Bê bối lớn nhất sự nghiệp của Shin Eun Ki Eun lại đến từ cuộc hôn nhân với giám đốc tập đoàn giải trí Phan Tâm Entertainment, Kim Jung Soo. Cuộc hôn nhân tưởng chừng viên mãn lại mở ra bi kịch khi chồng cô kinh doanh thua lỗ, dùng chữ ký của cô để đi vay nợ khắp nơi khiến cô buộc phải ly dị sau 4 năm chung sống. Năm 2012, Shin Eun Ki Eun khiến công chúng ngỡ ngàng khi tiết lộ trong một buổi phỏng vấn rằng con trai cô bị bệnh úng não thủy. Ở tuổi lên 9 nhưng cậu bé chỉ có trí não tương đương những đứa trẻ 2-3 tuổi. Nữ diễn viên tâm sự căn bệnh này là vô phương cứu chữa. Sau ly hôn, cô cũng đảm trách việc nuôi dưỡng con, kinh tế vô cùng khó khăn. Không biết bao nhiêu lần những bộ phim truyền hình và điện ảnh đã hủy vai diễn của Shin Eun Ki Eun chỉ vì bọn đòi nợ đến tận phim trường để tìm cô. Chia sẻ của Shin Eun Ki Eun từng lấy đi rất nhiều nước mắt của khán giả. Thế nhưng vài năm sau đó, mẹ chồng Shin Eun Ki Eun lên báo công khai vạch mặt con dâu cũ dối trá, đóng kịch trước truyền thống. Từ khi vợ chồng chúng ly hôn, một tay tôi nuôi dưỡng cháu trai. Tôi đã 87 tuổi rồi, chẳng còn nhiều sức lực nữa. Sau khi tôi chết, con trai sẽ tiếp tục chăm cháu. Cô ta, Shin Eun Ki Eun, suốt 8 năm qua chỉ đến thăm con trai 2 lần, không hề ngó ngàng đến thằng bé. Mặc dù sau đó Shin Eun Ki Eun đã phủ nhận cáo buộc của mẹ chồng nhưng công chúng vẫn chỉ trích, cho rằng cô chỉ là kẻ giả tạo, sự nghiệp phim ảnh của cô một lần nữa bị điêu đứng.